Xin chào các bạn Hôm nay là ngày 19 tháng 10 rồi Tạm gác nội dung về các vua cờ Mời các bạn đến với một nữ kỳ thủ mạnh nhất Việt Nam từ trước đến giờ Đó là Hoàng Thanh Trang Kỳ thủ duy nhất vô địch hai châu lục Cả châu Âu lẫn châu Á Trong một video trước đây về Hoàng Thanh Trang Thì mình đã từng giới thiệu các bạn Ván cờ khi mà Thanh Trang mới 12 tuổi Mà đã đánh bại được đại kiện tướng John Lul của anh một trong những kỳ thủ mạnh nhất nước Anh và đã từng đứng top 10 của thế giới. Hôm nay thì mời các bạn đến với ván cờ giữa Hoàng Thanh Trang và Teamur Razabov. Đây là lần đầu tiên và duy nhất hai kỳ thủ chạm trán với nhau. Trận đấu diễn ra tại thủ đô Budapest của Hungary vào năm 1999. Ở trận đấu này thì Razabov được cầm quân trắng đi trước. Anh mở màn với nước mã F3 thăm dò đối thủ. Thanh Trang đáp trả bằng nước tốt F5. Tiếp theo, Trắng đi tốt C4 Đen đi tốt G6 Khai cuộc rất là dị đúng không các bạn Nếu xét tốt trắng ở vị trí C5 Và tốt đen ở vị trí E5 Thì sẽ là khai cuộc phòng thủ Anglo Hà Lan à, Thuộc khai cuộc phòng thủ Anh Nhưng mà mình cũng chưa thấy các cao thủ chơi như này bao giờ cả Bởi vì nước tốt G6 có vẻ là một nước không mạnh Tiếp theo trắng đi mã C3 Đen đi mã F6 Trắng đi tốt G3 Mở đường cho tượng lên g2. Đen đi tượng g7, trắng đi tượng g2, đen nhập thành, trắng nhập thành. Đen đi tốt d6, trắng đi xe b1. Đen đi tốt e5, trắng đi tốt d3, mở đường cho tượng phát triển. Đen đi mã c6, trắng đi tốt b4. Đen đi tốt h6, ngăn tượng trắng hoặc là mã trắng g5. Trắng đẩy tiếp tốt b5 tấn công mã đen. Đen lùi mã về E7 Trắng đi tốt A4 Đen đi tốt G5 Các bạn có thể thấy là trắng dâng cao tốt phía cánh hậu Còn đen dâng cao tốt phía cánh vua Những trận đấu tấn công và lệch cánh như thế này thì hứa hẹn rất là sôi động và hấp dẫn Trắng lùi mã về D2 Đen bình xe B8 Trắng đi hậu B3 Sau đó sẽ đẩy tốt chiếu mở Đen liền đi tượng E6 Trận đứng ý đồ này của trắng Trắng nhảy mã lên D5 Chiếm lĩnh vị trí cực mạnh Do mã trắng có cả tốt lẫn tượng và hậu bảo kê Cho nên là đen không dám ăn Đen đẩy tốt F4 Tấn công tốt trắng Tốt trắng mà ăn tốt đen thì sẽ bị hở cái mặt vua Cho nên là trắng cứ để thế Và đi tượng B2 Chiếm lĩnh đường treo lớn Nhắm về phía vua đen Đen nhảy mã lên F5 ra tăng áp lực lên tốt G3 Cũng có thể là sẽ nhảy vào D4 Trắng bình xe E1 Nước sau sẽ đẩy tốt E3 Nhằm tiêu diệt tốt đen F4 Thấy thế tốt đen ăn tốt trắng Tốt trắng ăn lại tốt đen Đen nhảy mã về D7 Nước sau sẽ nhảy lên C5 Tấn công hậu trắng Thấy vậy trắng lùi trước hậu về D1 Đen đi tốt C6 Tấn công tốt trắng nếu tốt trắng ăn tốt đen thì tốt đen ăn lại và mở đường cho xe kiểm soát cột mở B, không có lợi cho trắng. Trắng chạy mã về C3. Đen nhảy mã lên F6. Trắng đi tượng A3, gây áp lực lên tốt D6 và gián tiếp phía sau là xe đen. Đen đi hậu D7. Trắng nhảy mã lên E4, dồn thêm quân tấn công tốt D6. Đen đi xe F7, tránh hướng tấn công của tượng trắng. Trắng đi tốt E3, đen lùi tượng về F8. Trắng đi hậu E2, đen đi tượng E7. Tốt trắng ăn tốt đen, tốt đen ăn lại tốt trắng và mở thông cột B. Trắng binh xe B1 tranh chấp cột mở B với đen. Nếu xe đen ăn xe trắng thì xe trắng ăn lại và kiểm soát cột mở B. Cho nên đen lùi xe về F8 bảo vệ xe B8. Trắng đi hậu C2, thêm quân để bảo vệ xe B1. Nhưng mà nước này thì lại làm cho G4 bị mất kiểm soát. Cho nên đen liền nhảy mã vào G4. Trắng lại phải chạy hậu về E2 tấn công mã đen. Đen đẩy tốt H5 bảo vệ mã. Trắng binh xe 1. Đen lùi mã về G7, mở đường cho xe đen kiểm soát cột nửa mở F. Trắng đẩy tốt D4. Đen phi xe xuống B3 tấn công tượng trắng. Trắng lui tượng về B2 đen cũng lùi mã về h6 mở đường cho tượng lên g4 tấn công hậu trắng binh xe d1 tốt đen ăn tốt trắng tốt trắng ăn lại tốt đen đen đi tượng g4 xuyên táo cả hậu và xe trắng trắng đẩy tốt f3 cản lại thì đen lại đi tượng h3 gạ đổi trắng không đổi tượng với đen mà đẩy tốt d4 tấn công tốt đen nếu tốt đen ăn tốt trắng thì mã trắng ăn lại và tấn công tượng rồi dọa nhảy vào F6 chiếu bắt hậu. Cùng với tượng và mã bảo kê ở phía sau thì đen chắc chắn là sẽ bất lợi. Do đó đen không ăn tốt trắng mà đẩy tốt lên C5. Trắng đi hậu C2 tấn công xe đen. Tượng đen ăn xe trắng. À tượng đen ăn tượng trắng. Vua trắng ăn lại tượng đen. Xe đen chạy về B4 tấn công tốt trắng. Nếu trắng đi hậu E2 để bảo vệ tốt thì đen lại đưa xe xuống B3. Cho nên là trắng đi tượng A3 Tiếp tục tấn công xe đen Và chịu mất tốt Đen không chạy xe hay là ăn tốt trắng Mà nhảy mã lên F5 Mời trắng ăn xe Nếu trắng ham hố lấy tượng ăn xe Thì mã đen sẽ nhảy vào E3 chiếu bắt hậu Do đó trắng bình xe E1 Để cả mã đen nhảy vào E3 Giờ xe đen mới ăn tốt trắng Trắng đi hậu A2 tấn công xe đen Đen chỉ có nước duy nhất là chạy xe sang d4. Nếu xe trắng ăn xe đen thì tốt đen ăn lại và đen có được quân tốt thông. Nên trắng có nước đi chính xác là thí mã ăn tốt đen và tấn công hậu đen. Nếu tốt đen ăn mã trắng thì trắng sẽ đẩy tốt d6 chiếu bắt lại tượng. Vua đen chạy h8, tốt trắng ăn tượng đen, mã đen ăn tốt trắng, tượng trắng ăn tốt đen, xe đen ăn xe trắng, xe trắng ăn lại xe đen và tấn công hậu đen. Trắng có lợi thế hơn do thế đứng quân rất là đẹp. Do đó ở ván cờ thực tế, đen không ăn mã trắng mà lùi hậu về d8. Xe trắng ăn xe đen, mã đen ăn lại xe trắng. Ở đây thì trắng nên nhảy mã e6 để tấn công đôi hậu và xe đen. Mã đen ăn mã trắng thì tốt trắng ăn lại mã đen và thành tốt thông sắp phong cấp. Nhưng mà trắng lại đi mã b5 để gạ đổi. Thế là mã đen liền ăn tốt trắng Trắng bình xe E1 Đen đẩy tốt G4 bảo vệ cho mã Ở đây trắng có thể lấy mã ăn tốt A7 Nhưng trắng có phương án khác Là đi mã B7 tấn công đôi hậu và tốt đen Đen đi hậu B6 tấn công lại mã trắng Mã trắng ăn tốt đen Và tốt trắng trở thành tốt thông Đen đi hậu E3 Dọa sẽ nhảy mã vào H4 chiếu bắt xe Trắng đi tượng C5, thí tượng để giải nguy. Đèn không thèm ăn tượng mà vẫn nhảy mã vào H4, chiếu và thí mã. Nếu tốt trắng ăn mã đen thì hậu đen H3 chiếu hết. Nên trắng chạy vua H2. Giờ hậu đen mới ăn tượng trắng. Trắng nhảy mã E4 tấn công lại hậu đen. Đen lại phi hậu về E3 rình dập. Trắng đầy tốt D6 chiếu mở bắt tượng. Vua đen chạy h8. Nếu tốt trắng ăn tượng đen thì xe đen ăn mất xe trắng. Cho nên xe trắng ăn xe đen, tượng đen ăn lại xe trắng. Giờ thì trắng không sợ hậu phi vào h3 chiếu hết nữa, cho nên là tốt trắng ăn mã đen. Hậu đen ăn lại mã trắng. Trắng bây giờ kém hơn đen một tượng nhưng bù lại lại có tốt thông chuẩn bị phong cấp. Nếu trắng đẩy tốt d7 thì hậu đen f4 chiếu, vua trắng chạy g2 hậu đen F3 chiếu. Vua trắng chạy G1 thì tượng C5 rồi hậu H3 chiếu hết. Vua trắng chạy H2 thì hậu H3 rồi tượng H5 chiếu. Buộc hậu trắng phải cản chiếu và đó cũng là dấu chấm hết dành cho trắng. Do đó ở ván cờ thực tế thì trắng đi hậu F7 tấn công tượng đen. Tượng đen liền ăn tốt trắng chiếu. Và đen dừng đồng hồ chịu thua. Nếu tiếp tục thì mã trắng ăn tượng đen, hậu đen E5 chiếu bắt lại mã. Và với lợi thế hơn hẳn một mã thì đen sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Như vậy là Hoàng Thanh Trang đã chiến thắng được Temur Razabov. Ở giải lần này thì Razabov mới 12 tuổi nên vẫn còn xanh và non. Nhưng mà như thế là đủ để xếp siêu đại kiện tướng này vào danh sách những bại tướng của Hoàng Thanh Trang rồi. Nhớ. Mặc dù Hoàng Thanh Trang không còn thi đấu dưới màu cờ của đội tuyển Việt Nam nữa, nhưng mà những cống hiến của chị và gia đình cho nền thể thao nữ nhà nói chung và cầu vua nói riêng thì vẫn tiếp tục. Hàng năm thì rất nhiều kỳ thủ được gửi sang Hungary để học tập và rèn luyện. Hy vọng tương lai không xa thì những lớp nữ kỳ thủ mới sẽ tiến bộ và vượt qua được Hoàng Thanh Trang, mang vinh danh về, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại những video thú vị tiếp theo.